Chào các bạn, mình tên là Văn Vũ Quốc Cường. Hôm nay mình xin được chia sẻ với các bạn thêm một bài thuốc để điều trị bụng chướng, đầy hơi và khó tiêu, được trích ra từ sách Bình thường gặp thuốc dễ tìm của Lương Y Hoàng Duy Tân. Để điều trị bệnh này thì chúng ta cần tới hai thành phần, đó là sơn tra và trần bì. Sơn tra thì chúng ta cần tới 40g và trần bì thì 8g. Để biết thêm cách dùng cặn kẽ như thế nào thì các bạn hãy lắng nghe câu chuyện sau đây. Nguyễn Công Kha, 42 tuổi, thư ký văn phòng. 3 tháng gần đây, do công việc dồn dập, ông phải ngồi nhiều để làm việc. Sau đó, lúc nào ông cũng cảm thấy trong bụng như có nhiều hơi, làm căng tức bụng. Quần trước đây, bây giờ không mặc được. Ngồi lâu rất khó chịu vì bụng căng tức. Tệ nhất là gần đây, ông cảm thấy ăn uống không tiêu. Ăn mỗi lần chỉ được nửa chén cơm là cảm thấy no, không thể ăn thêm được. Đêm nằm, không thể nằm ngửa được mà phải nằm nghiêng mới có thể ngủ được. Vì ăn ít, sức khỏe của ông giảm đi, bụng lại khó chịu, nên dần dần ông đâm ra cáo gắt với mọi người. Lúc đầu, ông cho là do dung, đã mua thuốc sổ dung nhưng không hiệu quả. Bác sĩ Tư cho những loại thuốc uống cho dễ tiêu nhưng chỉ được vài ngày lại đau hoàng đấy. Ông chuyển sang điều trị bằng thuốc đông y. Chúng tôi cho dùng sơn tra 40g, trần bì 8g, sắc với 2 chén nước, còn hơn nửa chén, uống ngày 2 lần sau bữa ăn. Đến ngày thứ 3 sau khi uống, ông Kha báo cho biết là có tiến triển, bụng bớt đầy, ở được, trung tiện được nhiều và thèm ăn. Ăn được nhiều hơn, uống đến ngày thứ 7, bụng ông thon bớt lại như trước, ăn được mỗi bữa 2 chén cơm, chuyển sang dùng sơn tra 500g là nửa ký, sao cho vàng. Và trần bì là 100g, tán thật nhuyễn. Mỗi lần dùng 12g, uống sau bữa ăn, uống liên tục 2 tuần. Ông cho biết bụng hoàn toàn thoải mái, ăn uống cảm thấy ngon miệng, có thể ăn đến 3 chén mỗi bữa. Tinh thần ông thoải mái hơn, hết cáo gắt với mọi người, nhất là với bà xã của ông. Trong bài thuốc này chúng ta có sử dụng tới sơn tra, thì sơn tra còn được gọi là quả chua chát, táo mèo. Nó thuộc họ hoa hồng. Và theo đông y á, thì sơn tra có vị chua, ngọt và tính ôm. Nó vào ba đường kinh tỳ, vị và can. Và nó có tác dụng là phá tích, thông ứ và tiêu đờm. Ngoài sơn tra ra thì chúng ta còn sử dụng tới thành phần là trần bì. Thì trần bì là vỏ của quả quýt để lâu năm đó các bạn. Nó thuộc họ cam. Và theo đông y á, thì trần bì nó có vị cay, đắng và tính ôm. Nó đi vào ba đường kinh tỳ, phế và vị. Nó có tác dụng là lý khí, kiện tỳ, táo thấp và hóa đờm. Đó là tất cả những chia sẻ về bài thuốc chữa bụng chướng đầy hơi và khó tiêu được trích ra từ sách Bình thường gặp thuốc dễ tìm của Lương Y Hoàng Duy Tân. Thì các bạn nào mà đã có sử dụng qua cái túi xúc ruột của các bạn mà mình đã chia sẻ trên kênh YouTube của mình. Cái này là xúc ruột qua đường hậu môn nha. Thì cái túi xúc ruột này đó, nó cũng có cái tác dụng là tương tự như vậy. Nó vừa là trị được táo bón mà nó vừa trị được cái bụng chướng và đầy hơi nữa. Khi mà chúng ta xúc ruột qua đường hậu môn như vậy đó, thì là lấy được ra những cái khí dư trong cái đường bụng ra và bụng nó sẽ lép lại và đầy hơi nó sẽ biến đi. Và nhất là táo bón nữa. Dĩ nhiên là chúng ta phải làm một thời gian lâu, khoảng chừng 1-2 tuần gì đó. Thì nó sẽ, táo bón sẽ nó dần đi hết. Có những bạn là làm chỉ trong vòng một tuần thôi thì nó đỡ được 70-80%. Thì cái bụng chướng và đầy hơi thì cũng như vậy thôi. Và ngoài ra đó thì nó còn có tác dụng, nó làm cho mình bớt hôi miệng lại. Tại vì khi những người bị táo bón như vậy á, miệng rất là hôi. Thì cái này á, mình đã bị trải qua một lần tại Việt Nam. Lần trước mình về khoảng 6 tháng và sáng thì mình đi học, chiều thì mình đi giao hàng, giao những cái túi xúc ruột cho khách hàng. Thì và khi mà mình đi giao xong và mình đi tới nhà những người quen, mình được ăn cơm. Thì mình ăn rất là được, nói chung là được cho ăn rất là nhiều. Và khi mà ăn như vậy á, thì là hả, bụng của mình nó đầy, nó căng lên. Tới nỗi căng mà chịu không có nổi đó các bạn. Nó căng mà bị dây nịt mà nó cắn vô luôn, giống như nó ấn vô trong người á. Nó đau lắm mà rất là khó chịu. Mà tới nỗi mà hả, cái đầu của mình á, nó kiểu mà nó lân lân mà giống như cảm giác là không có còn mà có hơi giống như là không có oxy lên trên não vậy, giống như máu không có lên nữa.
đó, cảm giác rất là kỳ. Thì lúc đó mới dừng lại và sau sau đó thì mới lật đật đi về. Thì đi về thì chỉ tắm rửa xong rồi thôi lo đi ngủ, ngủ được xong rồi sáng ra thức dậy sút ruột một cái là hả, sau đó là hả, mình cảm giác là rất là thoải mái và hả, cái bụng của mình nó xẹp lại, nó giống như cái hơi nó lấy ra được đi như vậy á. Và sau đó là mấy ngày sau mình đi ăn hay là uống gì ở bên Việt Nam mình cũng không còn bị nữa như vậy. Cái túi sút ruột này các bạn, nó rất là tiện lợi, nó khi mà xếp nhỏ lại mình có thể là bỏ vô trong cái cặp táp của mình hoặc là vô trong cái vali của mình khi mà mình đi du lịch tới bất cứ mọi nơi trên thế giới. Mình có thể sử dụng nó khi mà mình ăn chúng phải một cái đồ ăn nào mà nó làm cho cái bụng mình đau đớn hoặc là bị chứng hơi đầy bụng giống như trong bài thuốc này nói, thì các bạn có thể thử qua cái bài thuốc này xem như thế nào. Còn cái túi sút ruột đó thì mình chỉ nói thêm để cho các bạn biết là ngoài những cái bị thuốc ra thì chúng ta còn có những cái cách khác để điều trị thay thế. Các bạn nào chưa có đăng ký kênh YouTube của mình thì các bạn có thể là bấm chữ Isovania dưới đây hoặc là vô trang Facebook của mình Văn Vũ Quốc Cường để cập nhật thêm những video mới mà mình để lên. Chúc các bạn có một ngày thật là vui vẻ, mạnh khỏe và hạnh phúc cùng với gia đình. Hẹn gặp lại các bạn trong những video kế tiếp của mình. Bye bye!